Dạ, mến chào cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai. Em là Lê Quay ở ấp Tân Thành, xã Hòa Hành, huyện Tây Dung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại em là 0776523368, cũng là số Zalo của chú anh chị. Hôm nay em có về một số mặt hàng nhiều loại ngũ sắc thái 5 màu, hàng lùng lực cũng có của chú anh chị. Rất là nhiều màu quái và gốc lớn ạ. Dạ em không mất thời gian của cô chú anh chị nữa, em xin vào thông số cây số 1 đó. Đó là một cây ngũ sắc thái 5 màu. Cây này phôm tàn rất là lớn của chú anh chị. Cây này 5 màu, để em kiểm màu. Đây là màu trắng nè, đây là màu hồng, đây là màu đỏ, đây là màu vàng, đây là màu cam. Cây này hiện diện 5 màu của chú anh chị. Cây này một cốt có độ thoát khăn một đoạn lên ba chi rất là lực. Dạ, mã số 1 nó có chiều cao là 1m8, ta nghe là 1m8, hoành là 32 ạ. Hoành 32. Dạ, cái củ đế đây là 60. 60, cây này rất già, đóng gông rất nghe của chú anh chị. Dáng cực kỳ đẹp luôn. Dạ, cây mã số 1 em xin vô lưu với cô chú anh chị là 2 triệu à, 2 triệu đồng, em bao ship toàn quốc luôn. Một cây ngũ sắc thái 5 màu. Tàn rất là lớn nha cô chú anh chị, tàn cực kỳ lớn luôn. Dạ em xin xuống cây ạ. Dạ kế tiếp cây mã số 2. Cây mã số 2 đó là một gốc với Mỹ cũng ghép 5 màu ngũ sắc thái luôn ạ. Hàng lùng lực của chú anh chị. Đây, cây này phơm tàn rất là tròn luôn. Tròn như là cái mặt bàn tròn của chú anh chị. Tròn và dày, hàng nụ rất là nhiều luôn. Đến kiểu màu, dạ cái này là màu đỏ nè, màu hồng là 2, màu cam là 3, màu vàng là 4, màu trắng là 5. Cây này có đủ 5 màu, đang hiện diện 5 màu. Dạ mã số 2 nó có chiều cao là 1m2, tới ngang là 1m5, hoành là 25 ạ. Hàng này đang lên nụ của chú anh chị. Khi mới chỗ là cái bông xè bự của chú anh chị. Hàng nụ rất nhiều luôn. Phơm tàn lùng lực. Gốc đế gắt quái rồi chú anh chị. Gốc đế gắt quái luôn. Cây gỗ sắt thái 5 màu hàng lùng lực này em xin vô lưu của chú anh chị là 1.200.000 à. 1.200.000 em bao ship toàn quốc luôn. Phơm tàn gắt tròn của chú anh chị. Dạ em xin xuống cây ạ. Kế tiếp là mã số 3. Mã số 3 đó là cũng là một cốc giấy Mỹ. Ghép này ngũ sắc thái 5 màu luôn, cây này cũng hiện diện 5 màu luôn. Màu vàng, màu cam, màu hồng, màu đỏ. Màu trắng ạ. Dạ cây mã số 3 này nó có chiều cao là 1m2, tới ngang là 1m5, hoành là 25 ạ. Cây này phơm tàn rất là tròn cho chú anh chị. Đang rất là tròn, tròn đều bốn mặt luôn. Gốc đế rất là quái. Dạ cái mã số 3 này em xin vô luôn của chú anh chị là 1.200.000 luôn ạ. 1.200.000 là bao ship toàn quốc luôn ạ. Đây phơm tàn cây nào như cái đấy của chú anh chị. Dạ em xin xuống cây ạ. Kế tiếp là cây mã số 4. Cây mã số 4 cũng là một gốc với Mỹ, ghép này cũng ngũ sắc thái 5 màu luôn. Cây nào cũng như cây nấy của chú anh chị, cái tàn rất là dày, rất là tròn, rất là lớn luôn. Dạ cây mã số 4 nó có chiều cao là 1m3, tán ngang 1m7, hoành là 25 mà. Cây này thì em vận chuyển lúc đó nó có bị chạy mà trên nhánh chú bích như của chú anh chị, nhưng quá đá rồi. Cây này cũng hiện như 5 màu luôn, màu cam, màu hồng, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Con tàn rất là đẹp luôn. Hàng cũng đang lên nụ. Hàng này khi mà chỗ rộ rất là đẹp, tầm 5 ngày nữa là lên rộ của chú anh chị. Dạ cái mã số 4 này em xin nhiêu luôn của chú anh chị là 1.200.000 á. 1.200.000 là bao ship toàn quốc luôn. Củ đế gắt quái của chú anh chị. Phơm tàn rất là lớn luôn. Dạ em xin xuống cây ạ. Dạ kế tiếp là cái mã số 5. Cây mã số 5 đó là một gốc giấy Mỹ ghép 7 màu cẩm thạch nha cô chú anh chị. Để em kiểm màu ạ. Dạ cẩm thạch cầu vồng là 1, cẩm thạch tím tiết là 2, cẩm thạch trắng là 3, cẩm thạch tím siêu bông
L4. Bà La Can là 5. Kim cương tím là 6. Ghép bây giờ đỏ là 7. Ghép bây giờ đỏ là 7 của chú anh chị. Dạ mã số 5 nó có chiều cao là 95, tái ngang là 1m2, hoành là 31 ạ. Cổ hoành nó 31. Cụ đế rất là quái của chú anh chị, cụ đế cực kỳ lớn luôn. Hai tay đưa vô là rất kỳ lớn của chú anh chị. Dạ cái sổ đế đó là tới 60 của chú anh chị. Đây, cực kỳ lực luôn. Hôi này rất đẹp của chú anh chị, rất lớn luôn. Hàng này hàng khủng của chú anh chị. Dạ mã số 5 em xin vô lưu với cô chú anh chị là 1.500.000 cho cây gốc Mỹ ghép 7 màu cẩm thạch ạ. Tàn này tàn tự nhiên của chú anh chị. Dán gắt qua là nghệ thuật của chú anh chị. Dạ, em xin xuống cây ạ. Dạ kế tiếp là mã số 6. Mã số 6 này em lên một gốc với Mỹ ghép này là mờ cẩm thạch và là cẩm thạch VinFast. Đây của chú anh chị coi nè, cái gốc rất là quái luôn, cái cổ hoành trên đây là 40 của chú anh chị. Cực kỳ lớn luôn, gốc cực kỳ lớn. Dạ cái màu bây dòng này là cực kỳ siêu bông của chú anh chị. Rất dễ làm tàn. Bông này bông lên quanh năm của chú anh chị. Cẩm thạch VinFast. Dạ mã số 6 nó có chiều cao là 65, tán ngang là 1m15, hoành là 40, cổ hoành 40. Dạ cái mã số 6 này em xin giao lưu của cô chú anh chị là 1.300.000 á, 1.300.000 là bao ship toàn quốc luôn. Gốc cực kỳ quái của chú anh chị. Dạ em xin xuống cây ạ. Dạ kế tiếp là mã số 7. Mã số 7 em lên đi, cây này là 3 màu cẩm thạch. 3 màu cẩm thạch mà của chú anh chị coi nè. Mặt bông nè, pha lẫn rất là đẹp luôn. Dạ em để kiếm màu, cây này là cẩm thạch tím tiết là 1 nè, cẩm thạch bà la can là 2, cẩm thạch tím siêu bông 3. Một cây 3 màu, bông rất là gọn của chú anh chị, pha lẫn rất là đẹp luôn. Tàn là tàn tự nhiên, phơm tàn rất là dày đặc. Dạ mã số 7 nó có chiều cao là 85, tán ngang 85, hoành là 21. Gốc đế rất là quái rồi chú anh chị. Dạ mã số 7 em xin vô lưu của chú anh chị là 600.000. 600.000 là bao ship toàn quốc luôn. Dạ em xin xuống cây. Dạ mã số 8, phần tiếp theo đó là em lên cái mã số 8. Đó là một gốc giấy Mỹ. Cây này ghép được hai màu, gồm những màu là cẩm thạch tím siêu bông và màu cẩm thạch bà la can. Cây hai màu. Dòng cẩm thạch bà la can với pin bát nó giống nhau của chú anh chị, nó tựa tựa. Bông cũng rất là sai bông luôn. Cây này dáng nó rất là nghệ thuật nha cô chú anh chị, rất là quái luôn. Dạ cái mã số 8 nó có chiều cao là 85, tán ngang là 80, hoành là 21 à. Cây này nhìn cái dáng rất là quái và đẹp của chú anh chị. Dạ mã số 8 em xin vô lưu với cô chú anh chị là 800.000 á, 800.000 là bao ship toàn quốc luôn. Nhìn cái dáng nó rất là nghệ thuật luôn. Dạ em xin xuống cây ạ. Kế tiếp làm lên mã số 9. Mã số 9 đó là một gốc giấy Mỹ. Cái này là ghép kim cương tím của chú anh chị, còn gọi là tím pháp lá kim cương. Bông rất là to, màu rất là sáng đúng không ạ. Khi mà nó tàn bông rồi mình chơi lá cũng đẹp của chú anh chị, lá cực kỳ đẹp luôn. Dạ mã số 9 nó có chiều cao là 75, tán ngang là 75, hoành là 18 à. Cây này giống này giống mới của chú anh chị. Chú anh chị mình thích thích giống mới thì mình về mình lấy bo mình ghép cũng được của chú anh chị. Dạ mã số 19 em xin vô lưu là 600.000 à, 600.000 là em bao ship toàn quốc luôn. Cụ đế rất là quái của chú anh chị. Dạ em xin xuống cây ạ. Kế tiếp là mã số 10, đó là một gốc với Mỹ cũng ghép màu là kim cương tím. Còn gọi là tím pháp lá kim cương. Cây này rất là nhặt mắt nha cô chú anh chị. Vàng lá nhặt mắt, làm tàn cũng rất là dễ luôn, bông thì rất là dễ lên. Dạ mã số 10 nó có chiều cao là 80, tán ngang là 70, hoành là 19 à. Cây này bộ đế cũng rất là quái của chú anh chị. Rất là quái, quá là đẹp. Dạ mã số 10 em xin vô lưu là 650.000, 650.000 em bao ship toàn quốc luôn. Dạ em xin xuống cây ạ. Dạ kế tiếp là mã số 11. Mã số 11 đó em lên một gốc giấy Mỹ, ghép này 5 màu lá xanh.
Đây phun tàn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Dạ, 5 màu lá xanh đó, em kiểm màu gồm những màu là trắng tiết là 1, hồng tiết là 2, Kayata là 3, ghép bia đỏ là 4, tím tiết là 5. Cây này có gồm những 5 màu. Dạ, cây mã số 11 nó có chiều cao là 1m4, tán ngang là 1m2, hoành là 20 ạ. Cây này tàn tán gốc là rất là đẹp nha cô chú anh chị. Gốc là quái luôn. Dạ, mã số 11 em xin vô luôn là 900.000 ạ, 900.000 là bao ship toàn quốc luôn. Em xin xuống cây ạ. Dạ, kế tiếp là mã số 12, mã số 12 với 11 là một cặp nha cô chú anh chị, nó tương đứng tương đồng nha. Dạ, mã số 12 nó có chiều cao là 1m4, tán ngang là 1m2, hoành là 22. Em kiểu màu luôn ạ. Ghép bên da đỏ là 1, tím tiết là 2, Kayata là 3, hồng tiết là 4. Cái này màu trắng hiện tại nó chưa lên, em ghép 5 màu, bây giờ màu trắng nó chưa lên thì nói chung em thấy màu thì em bao màu. Thì cây này hiện diện là 4 màu, em bao cho cô chú anh chị mình là 4 màu. Dạ, mã số 20, mã số 12 này em xin vô luôn của chú anh chị là 900.000 ạ. 900.000 là bao ship toàn quốc, củ đế gắt quái của chú anh chị. Dạ, em xin xuống cây luôn ạ. Tàn rất là đẹp nha của chú anh chị. Tới 13 hả? 12. Kế tiếp là mã số 13. Mã số 13 đó là một gốc chí Mỹ, ghép này màu trắng tiết của chú anh chị. Phong tàn rất là đẹp luôn nè. Tàn rất là tròn luôn. Dạ, mã số 13. Nó có chiều cao là 1m6, tán ngang là 1m5, hoành là 30 ạ. Màu trắng tiết này cực kỳ siêu bông của chú anh chị. Dòng này rất dễ dễ làm bông. Phong tàn rất dày luôn ạ. Dày và tròn, em cơ rất là nhiều là cơ rồi. Dạ, mã số 13 này em xin vô luôn của chú anh chị là 1 triệu đồng ạ. 1 triệu đồng là bao ship toàn quốc luôn. Gốc đế rất là đẹp của chú anh chị. Dạ, em xin xuống cây ạ. Dạ, kế tiếp là mã số 14. Mã số 14 đó là một cây gốc với Mỹ, ghép cành vàng lá ngọc. Chú anh chị coi nè, nó phơm tàn cực kỳ đẹp luôn. Dạ, mã số 14 nó có chiều cao là 1m, tán ngang là 1m2, hoành là 12. Cây này là vàng lá nó cũng đẹp của chú anh chị. Một bông mà nó hiện lên hai màu. Cành vàng lá ngọc. Dạ, mã số 14 em xin vô lưu với cô chú anh chị là 500.000 á, 500.000 bao ship toàn quốc luôn cho cây cành vàng lá ngọc. Một cuốn hoa mà được hai màu của chú anh chị. Dạ, xin vô cây. Kế tiếp em lên mã số 15 đó là một gốc giấy Mỹ. Ghép này màu bơm tím. Cây này có cái độ một cốt khó khăn nha cô chú anh chị. Cây mã số 15 nó có chiều cao là 1m1, tán ngang là 1m, hoành là 27 ạ. À. Cây phơm tàn rất là tròn luôn ạ. Nó có hoành là 27. Đây gốc rất là quái của chú anh chị. Gốc như một cô thiếu nữ đang nằm. Nhìn rất là đẹp luôn. Nhìn rất là nghệ thuật. Dạ, mã số 15 em xin vô luôn là 700.000 ạ, 700.000 cho cây bướm tím này ạ. Gốc lùm gốc lớn này ạ. Tàn rất là tròn của chú anh chị. Kế tiếp là mã số 18. Dạ, mã số 16, xin lỗi. Mã số 16 cho cây cẩm thạch tím siêu bông. Tàn rất là tròn của chú anh chị. Cẩm thạch tím siêu bông, gốc cũng rất quái. Cẩm thạch tím siêu bông đó là mã số 16 này nó có chiều cao là 80, tán ngang là 1m1. Hoành là 25. Tím này tím đậm của chú anh chị. Cây này nó mới lên nụ thì nó hơi tái tái, rồi khi mà nó chỗ gộ ra là đậm gì của chú anh chị. Hàng này hàng đang lên nụ. Gốc đế rất là quái của chú anh chị. Gốc đế này là thiên nhiên ban tặng mới được cái bộ đế gì của chú anh chị, không có chỉnh sửa. Bộ đế rất là đẹp. Dạ, mã số 16 em xin vô lưu với cô chú anh chị là 1 triệu ạ, 1 triệu cho cây cẩm thạch tím siêu bông. Bông tàn rất là đẹp luôn. Dạ, em xin xuống cây. Dạ, kế tiếp là mã số 17. Một gốc với Mỹ ghép cẩm thạch tím siêu bông. Đây cô chú anh chị có phơm tàn dày nè, dày và tròn. Nụ rồi cũng lên rất là nhiều luôn. Dạ, mã số 17 nó cái chiều cao là 80, tán ngang 1m1, hoành là 18 ạ. Tàn rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị.
Dạ mã số 17 em xin cho lui cô chú anh chị là 600.000 ạ. 600.000 là bao ship toàn quốc luôn ạ. Dạ em xin xuống cây ạ. Dạ kế tiếp là mã số 18, đó là một góc giấy Mỹ ghép này cẩm thạch đỏ lửa. Màu cẩm thạch đỏ lửa của chú anh chị. Cũng đỏ rất là đỏ tươi luôn. Lá hay lá cẩm thạch. Cây này mới rớt bông nha cô chú anh chị. Nó đang lên đọt, đang đi đọt lên bông nha cô chú anh chị. Dạ mã số 18 nó có chiều cao 60, tán ngang 65, hoành là 18 ạ. Cây này cô chú anh chị có cần bo làm giống cũng được cô chú anh chị. Tàn rất là nhiều luôn. Dạ mã số 18 em xin giao lưu của chú anh chị là 300.000. 300.000 là bao ship toàn quốc luôn. Dạ em xin xuống cây. Kế tiếp là mã số 19, đó là một góc giấy Mỹ, ghép này ghép đỏ lửa lá xanh. Cũng là một màu đỏ lửa mà lá xanh của chú anh chị. Dạ mã số 19 nó có chiều cao là 70, tán ngang 80, hoành là 18 ạ. Dạ mã số 19 em xin giao lưu của chú anh chị là 300.000 luôn ạ. 300.000 là bao. 300.000 là. Dạ dạ cây này em báo lộn, cây này nó tới hai màu. Màu đỏ lửa và màu ruby, ruby tím lửa. Cây này được hai màu của chú anh chị. Mã số 19 này được hai màu, em xin vô lui của chú anh chị là 300.000 luôn ạ. 300.000 là bao ship toàn quốc luôn ạ. Dạ kế tiếp là mã số 20. Mã số 20 cũng là cây gì? Dạ cây này là cây là một màu đỏ lửa. Dạ cây này nó có chiều cao. Mã số 20 nó có chiều cao là 70, tán ngang là 80, hoành là 18 ạ. Đỏ lửa là xanh luôn. Dạ mã số 20 em xin vô lui của chú anh chị là 300.000 ạ. 300.000 là bao ship toàn quốc luôn ạ. Dạ mã số 20 cũng là mã số cuối clip bên nhà vườn em. Em cũng rất chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa qua. Thì em cũng rất mong cô chú anh chị ủng hộ em clip này nữa. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào clip sau ạ. Dạ em chào ạ.